Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của bản tin hôm nay sẽ là tin gió mùa đông bắc. Hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo trong khoảng đêm ngày mai và ngày kia, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền sẽ mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Dự báo trong ngày và đêm ngày kia, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến ở vào khoảng từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Từ đêm ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5. Riêng khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2 mét, biển động. Cảnh báo từ chiều tối và đêm ngày mai, ngày kia ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ ngày kia sẽ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra, từ ngày kia, ở tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác. Thời gian xảy ra mưa dông sẽ thường tập trung vào lúc chiều và tối. Cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Quý vị và các bạn cần chú ý hiện tượng mưa dông sẽ kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối và hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng sẽ gây ra tình trạng ngập úng ở tại các vùng trũng và thấp. Còn hiện tượng gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Tiếp theo sẽ là tin áp thấp nhiệt đới ở trên biển Đông có thể mạnh lên thành cơn bão số 1. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 16 giờ chiều hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ vĩ Bắc, 116,9 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 290 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/giờ, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Đến khoảng 16 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,6 độ vĩ Bắc, 115,6 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 150 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm ở trên biển Đông sẽ là khu vực phía đông, khu vực giữa và nam biển Đông, từ vĩ tuyến 9,5 đến 13 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Trong từ 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày kia, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,8 độ vĩ Bắc, 113,8 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông sẽ là khu vực phía đông của khu vực giữa biển Đông, có vị tuyến từ 10 đến 14 độ vĩ Bắc, kinh tuyến từ 112,5 đến 117 độ kinh Đông. Trong từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng sẽ mạnh lên. Cảnh báo, dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới về gió mạnh trên biển ở vùng biển bị ảnh hưởng sẽ là vùng biển phía đông của khu vực giữa và nam biển Đông sẽ có gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8. Biển động ở vùng biển phía đông khu vực giữa và nam biển Đông, sóng biển sẽ cao từ 2 đến 3 mét. Tiếp theo sẽ là tin dự báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Hiện nay ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong đêm hôm nay ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Nam đến Nam sẽ mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên sẽ có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo sẽ là tin dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Chiều nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa hôm nay phổ biến từ khoảng 37 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ.
Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới ở khu vực phía Tây Bắc ngày mai sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất sẽ là phổ biến từ khoảng 30 đến 45%. Ở tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong ngày mai sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất từ khoảng 45 đến 60%. Ở khu vực Nam Bộ, ngày mai sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Từ ngày kia nắng nóng diện rộng có khả năng chấm dứt. Tiếp theo sẽ là tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá. Gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 34 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá. Gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, riêng khu vực miền Đông có nơi trên 37 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!